Đặt nó đi. Nó không biết luật. À đây đây. Con này của em nó chưa học giao thông. Dừng đây nướng đó. Còn trông trâu luôn, không đi xa quá là vỡ mồm. Thế mày khiêng nhá để anh lại vào, đi xa quá. Vào mượn cái mâm với cái cối. Hả? Khiêng được không? Được. Tao không chịu tưởng, mình đưa tao cắt lên đồ giặt. Ăn lát qua con chó em mẹ. Gì cho nó nớp hết à? Để trông nhá. À, mày đi hái rau sống đi. Rau sống. Tao có lá ổi rồi. Lá ổi rồi. À, đây tao vào đây tao xin luôn. Mày trông mất miếng nào đấy? Chó em, chó Dubai, chó chiến thần này nó ăn thịt sống. Dubai. Nó tao làm cho mày một món gọi là kinh kinh điển. Kinh kinh khủng. Khủng khủng với mục đấy. Món kinh kinh điển chắc là không ăn được. Không ăn được. Thớt thớt. Thịt thịt. Con này của em ngửi thấy tà khí. Tà khí. Tà tà khí. Mày thấy hấp dẫn chưa? Chó biết tí con này cho nó ăn tí hơn kìa. Tí tí con này cho nó ăn tí hơn kìa. Tí con kia là sao? Cho nó ăn đến đấy gọi là nầm. À từ từ hạng ước để tao đốt lửa trước để cho có than nhanh để cho tao thông minh. Tạm chấp nhận được. Chó của em đi cùng anh ra đây nó bẩn khỉ nhỉ. Ai mày dã lá ổi cho anh? Anh ăn lá ổi với chị. Ờ, mày chưa biết món này bao giờ à? Chưa. Món này tao học ở bên Tây Bắc ấy. Tây Bắc. Thế? Thế thì anh cho dã nhiều ớt vào. Còn món vịt hôm qua là tao học ở Dubai. Còn món vịt hôm qua là tao học ở bên Ả Rập Xê Út. Hơi bị lỗi. Trong có món kinh điển đấy. Thế thì mày cho nó mồm mà nhá nhá. Thế này này. Con này của em lấy mồm. Cho vào nó nướng trước đi, ăn tạm cái đùi chó. Thế anh nướng anh đi. Mày ăn thịt người à? Thế thịt chó mình. À thế mày không ăn thịt chó á? À, không. Chó để không mồi, không. Thịt. Không ăn thịt đồng loại đúng không? Lá ổi. Cái này mà đoạn vào đầu anh nhỉ. Một phát thì mùi lắm ổi vãi. Thơm lắm, tí nữa ăn ngon lắm. Thơm mà. Nhưng mà chát. Chát thì mới chữa được bệnh. Nhiều thế. Cho mặn mặn chống thằng ăn tham. Chó em ăn được hết. Chống những thằng ăn cam mà phản tác dụng đấy. Phản tác dụng. Hôm trước anh chống ăn cam, anh kèm ăn kèm ăn kèm chó làm em bị tức khách cấm.
cái này chưa rồi. Từ cứ bình tĩnh, rồi sẽ có hết. Cho nhiều vào. Không có riêng, nhẹ. Không phải riêng. Món ăn đẳng cấp Dubai, thả trâu phong cách Dubai. Người sang dắt trâu đây, ta cắt cho nó một miếng. Miếng ngọt thì ta cho. Không đắng được này. Không một cái gì anh không đắng được. Rồi, tí ướm cái chuối đóng cây này nữa là xong. Chắc đi chặt cái chuối đã. Anh ăn trộm cái củ chuối à? Trộm gì ta xin đàng hoàng. Cái tàu đẹp nhất để dùng đi nữa. Tí rửa. Tí rửa. Không phải cái gì cũng rửa được đâu mà. Giúp được à? Đó là thịt lợn ôm cây chuối hả? Đó là món bát giới ôm cây chuối. À đây là món thịt lợn múa cột. Được đúng rồi. Ôm cột. Ui, miếng này vừa khít luôn. Làm đấy cơ à? Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. À. Nhìn xanh liếc, xanh liệt thế thì. Nhìn nó mới vàng chứ. Thật ra là cái món này ta cũng lần đầu tiên ta nấu. Cơm cơm, cơm luôn đấy. Đấy, thế. Tao luôn, không lấy. Buộc đã. Chị nha, không rơi hết. Rơi hết đã ổn luôn. Cái su đấy mà su. Tí nữa ăn thì chả thấy gọi su. Có chày cơ. Có rau con cơ. Đâu anh chỉ để mọc tóc kìa. Vâng. Sao mà cái con chật chật cho máu nó trông lên não ấy. Sắp thàn ấy thàn rồi mà. Ta vừa phát hiện ra một điều. Thì? Ta vừa chạm tay vào thịt, ăn chân vào thịt. Dạ. Ê, bẩn. Ui, dài thế. Từ từ. Rồi. Nào khiêng. Khiêng đi. Đến đâu kia, sang bên kia. Lại còn phải nhảng qua nữa. Mày bị ngu mà mày không khiêng luôn. Bây giờ mày lại nhảng qua tiếp. Đặt về dưới. Thôi 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 mày biến đi. Đấy. Tí tự xoay. Ây. Cãi. Đóng cặp ngủ thế. Ngủ này. Thôi trải than ra. Ấy, thằng kia.
Quay quay vào, quay cho tao cái. Anh làm gì ấy? Quay thịt. Ui, anh cây anh làm gì? Cây để quay. Thế anh nấu hay không làm gì? Để cho đẹp mắt. Đất được cứng quá. Tính phương án khác. Vàng ui. Thấp bóng nhỉ? Không. Vàng nhỉ anh? Vàng thì nướng thì chả vàng. Rồi, tao kê bên này rồi được. Tao con gái kia. Đi chơi. Ách xa. Món này đẳng cấp các bạn. Nó xay xay đi Dũng ơi, xay đi. Xay á? Ừ. Rồi. Số văn kê. Nó vàng nhỉ. Ui, anh ấy chỗ này nó vàng nhỉ. Mình ngon đấy chứ đúng không anh nhỉ? Bằng bộ. Ngon. Ây da. Nước chín được không? Cây chuối nó bắt đầu khịu rồi. Anh xoay đi, anh xoay đi. Quên, đáng nhẽ là phải đắng cái cọc xiên của cây chuối xong để cái. Xoay cái gì? Cái mảng dưới này đã vàng đâu mà xoay. Ngon đấy chứ. Ngọt này em thử, vừa thử miếng ngọt lắm. Hay là anh em mình cho ra ăn ra trước xong rồi ăn thịt sau. Em thích ăn tầm này này. Khô quá không ngon đâu. Tí nữa, đã chín đâu này. Nhìn chỗ này đã chín đâu này. Ngon lắm chưa. Wow. Ui dồi ôi. Toàn tanh tách. Ui, đặc ứng trước miếng da các bạn, đói quá. Mời các bạn mình ra nhé. Giỏi. Ai, nóng thế. Khuyết của anh ơi. Ai. Ai dạ. Cái chuối không chống được rồi. Ui, ui. Wow. Wow. Ăn không? Ăn, ngon quá. Các bạn nhỉ. Ăn rồi. Wow, giòn tan tách này. Quá tuyệt vời. Chín rồi anh ạ. Ui. Ui, cái hẳn thế nào. Cái đó, khiêng nó vào đi. Đói lắm đấy. Ừ, đói. Cầm tử tế vào. Đấy. Đấy mà tập bà. Ngon lắm không? Ngon nhỉ. Wow. Ui, ngon đấy. Cho em một ăn. Từ từ. Vừa cắt được miếng nhỏ. Mời các bạn miếng này nhé. Ừ, ngọt thơm quá. Thấy chưa? Em mình thấy à? Nó bảo mày rồi. Món này của anh là đẳng cấp. Ừ, vàng đấy. Ui, vàng đấy. Vàng đấy. Anh cho nằm một miếng. Ngươi chứ được ăn rồi. Đây, cho mày miếng nhá. Ngoan đấy, hả? Đúng, đúng. Tiếp bên tay tao tí tao lại ăn. Này như kiểu BBQ Hàn Quốc ấy nhỉ? Là thế nào? Đó là... Thế này. Là... Là thế nào nhỉ? Là thịt nướng Hàn Quốc ấy. Mùi thơm và ngọt. Ngon nữa chưa? Ê, cho em không thấy vị đấy nữa nhỉ? Giá ổi ấy. Thơm ấy trưởng rồi ấy.
bên trong thế nào, tí nữa tôi cho ra đây cho mình miếng này, đây ăn đi, chỗ nào nóng nhất đây. Ui chỗ này cháy. Không biết xẻ thế nào. Ui, già nó rồi thế. Ui, già rồi, 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 rồi. Ây da. Anh vô duyên đấy nhỉ. Anh dám ý. Tôi cháy ngon lắm. Giòn giòn. Hả? Đoạn này hơi cháy nhưng ngon. Wow. Thank you. Ừ. Ngon vẫn cường. Nhớ bạn nha. Đoạn này hơi cháy. Lật lật đoạn. Wow. Ngon, đoạn này ngon quá. Làm sao thì tới được nhỉ. Xéo quá rồi. À, anh cắt chơi nha. Ủa, tí nữa này, ăn tí nữa không? Có. Bú bú nằm mấy các bạn mình nâng tí không phải ăn da ngon tuyệt đỉnh luôn, da này hơi cháy đẳng cấp nhớ nè hầu mấy chỗ ngon vẫn chưa tâm hết cuộc đời. Ngọt quá. Ngon nè. Ừ, con sống nè. Con sống. Em ăn ở ngoài này không nhìn sống. À, bây giờ anh bảo con sống. Bây giờ lột hết da nó ra đi, xong rồi mình ăn da xong rồi làm lên nướng lại. Được đấy. Một cái da này thì cho mỡ nó cháy nó làm chín. Dâu nó lại sắp muốn về rồi gì. Nó đang đầm, nó đang sướng rồi. Tí nữa anh em mình đầm à? Mình đầm nước ai đầm bùn. Ngọt nhỉ anh nhỉ. Nó sống nhỉ ngọt. À, nó đi để anh cắt bỏ hết da đi. Ra ăn ra không xong rồi em nhìn cái này em mới hết rồi thơm á thịt vừa thơm vừa ngọt ủi ở phần trong mới thơm ngon lắm ủi cái chuối này không trụ được tí nữa anh đi nướng lại để rác nắp bê ra em bê được à. Anh làm gì ấy đốt nhanh chín đốt nhưng mà cháy hết chứ cháy mỡ đỏ mỡ xuống rồi chưa thì mày không thịt trâu đi làm nó rồi về thế à? Ừ. Anh mới về nấu ăn này. Không, để đốt còn chín đi thôi. Chín ở trong ngấm lá ổi ngon. Đây là này nó chống được lại xứ đoạn thọc kỳ. Ui vàng. Thế đó. Wow. Xem nào, mày có chịu chín không? 10 phút lại không chín, tao bế bằng vật kiếp. Ba đây ấy, chuẩn bị chín rồi, sao ba lên ăn rồi. Ui, nướng này như kiểu là, đấy ấy, là lò hỏa thiêu ấy. Ui, mỡ nó chảy xuống như kiểu rán luôn. Anh quay lại đi. Hử? Quay lại á, tí nữa cho... Mỡ thành bì luôn rồi. Cho nó chảy hết mỡ đi, đỡ ngấy. Quay lại đi. Cho cháy hết mỡ. Quá. Wow. Quay ra cho mày xong mới đầu đây. Không chín rồi mày. Nào quay đi. Lật ra. Ôi chín ngon đấy, tí nữa cạo vào lớp mỡ đi lại ngon hơn đấy. Thế mình nướng từ đầu như thế này.
Quê luôn. Wow. Đốt cho mày bằng tím thôi. Ui. Rút mà lớn. Không phải rút, rút đi. Mỡ nó chảy xuống đi chứ. Ai. Ê. Hơn lò hỏa thiêu. Ghê đó. Mỡ ở đâu lên ơi. Chị cho gọi nó. Ăn thịt nướng không? Mới xuống chuẩn bị dắt cho buộc lên đây không nắng. Cho nó chuẩn bị cho nó về. Úi dồi, hết. Mày không đặt trâu đây à? Cũng chín rồi. Cái này nó không nói gì đâu. Đúng. Thôi, đi, vào đây được 2 phút nữa. Nhanh, 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 cứu hỏa, cứu hỏa. Cho mày sang đâu đây, cho. Không, em đâu này. Thì thôi, mày sang bên kia đi, tí lại rơi. Nhanh. Ui. Cho đây, cho đây. Ui. Ui. Cái đen chơi lùi đấy. Đen là đen như nào. Phát này. Nó chín là này. Ây. Đây. BBQ Hàn Quốc các bạn. Hàn Quốc. Món này à, chó em được nhờ rồi. Chó được nhờ. Ui, củ vàng đấy. Ui giời ơi, thấy đỏ chưa đâu. Mày thấy đẳng cấp chưa? Ừ, mày thấy chưa? Đẳng cấp nấu ăn của anh chưa? Biết thế từ lúc tao lột ra tao ăn trước. Mày hết lão em. Biết cái gì? Ui giời. Không chín với cậu à? Sao nó đỏ nhỉ? Đỏ cái gì mà đỏ. Ui da. Ui da. Ai tạo da. Sạch đi đã rồi ăn. Thôi chán đi. Cái gì? Lớp này thôi. Lớp trong rồi này. Không chín là mày. À. Trắng bông. À, toàn thịt nạc luôn. Cái chó em đâu? Chả biết được. Tí sẽ tìm chó xong. Ngọt lắm. Ngay một phong cách. Chuẩn. Mời các bạn nhé. Mời các bạn nhé. Giờ mới được ăn ngon. Nó bỏng á. Thì đây nguội á. Này, trong đây nó có. Nguyên lấy nhỏ chứ gì ạ? Thành rồi. Đây, cho em đứng này. Đây, cầm đi. Có lá ổi. Ngon. Mời mời các bạn nha. Ngon. Ngon không? Ngon. Tuyệt vời các bạn. Nó rất chuẩn. Lá đu đủ. Ở đâu? Lá ổi nhỉ? Ổi. Tuyệt con nhà bà vợ. Rồi lấy ăn ăn trong này ngon hơn. À, cay quá. Ấy, chỗ này này. Đó, vợt nó lên bờ đi. Đấy, mày lại ngồi lên lúc nãy à. Bẩn. Bỏng đâu mà bỏng. Bẩn. Bẩn, vừa ngồi xong lại kêu bẩn. Cắn đi. Cắn tông nữa. Ôi dồi, nó ngon thế. Đây. 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 Đây.